11 bán đắt như tôm tươi tại Trung Quốc. Theo Bloomberg, Apple có thể đã bán được 10 triệu iPhone 11 tại Trung Quốc trong tháng 9 và tháng 10, dựa trên dữ liệu từ chính phủ về doanh số smartphone Android và so sánh với tổng thể. Qua phân tích dữ liệu của Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, Bloomberg xác định iPhone 11 bán chạy hơn so với người tiền nhiệm của nó. Trung Quốc lại là thị trường quan trọng chỉ đứng sau Mỹ. Trước đó, iPhone bị các hãng smartphone sân nhà Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt khiến doanh số chứng lại. Các đối thủ Huawei, Xiaomi cung cấp nhiều dòng smartphone giá hấp dẫn với thông số kỹ thuật tốt hơn và thiết kế tiệm cận hàng cao cấp. Apple cũng để mất thị phần smartphone vào tay Samsung và Huawei trên thị trường toàn cầu. Trước khi hãng phát hành iPhone 11, CEO Tim Cook cho biết, mức giá mới của iPhone 11, chương trình thanh toán hàng tháng và ưu đãi trao đổi iPhone cũ giúp tăng doanh số tại Trung Quốc. Nikon Peng, một nhà phân tích của Canalys cho biết, khách hàng tại Trung Quốc dường như đã đón nhận iPhone 11 tốt hơn so với các mẫu tiền nhiệm ra mắt năm ngoái vì giá bán lẻ thấp hơn các lô hàng iPhone cũ có doanh số thấp hơn, nhưng sản phẩm mới nhất đang tăng trưởng mạnh. Lượng smartphone xuất xưởng ở Trung Quốc nhìn chung đã giảm 5%, xuống 69,3 triệu máy trong 2 tháng. Apple đã có những nâng cấp với iPhone 11 như tăng thời lượng pin, trong khi giảm giá khởi điểm 50 đô la Mỹ. Sau nhiều năm camera không được cải tiến, Apple đã đại tu khả năng chụp ảnh cho iPhone mới, bắt kịp các sản phẩm của Google và Huawei. Cách tiếp cận này đã thu hút người dùng một cách tích cực hơn.